Tiếp tục cập nhật các thông tin sự kiện diễn ra trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình 12 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo đánh giá, ngay sau khi có Nghị quyết số 91, Chính phủ đã ban hành chỉ thị với nhiều giải pháp cụ thể, thực hiện đạt kết quả. Bộ Tài chính, các bộ ngành địa phương, kiểm toán nhà nước có nhiều cố gắng trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, rà soát thu hồi tạm ứng quá hạn và thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh kết quả đạt được, ý kiến đại biểu cho rằng số liệu báo cáo liên quan thực hiện vốn ngân sách nhà nước còn một số bất cập. Số liệu báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của Chính phủ còn có sự chênh lệch lớn cả về số thu và chi ngân sách. Điều đó ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lập dự toán ngân sách nhà nước các năm sau. Do đó, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, thống kê tổng hợp, đánh giá của cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo về ngân sách nhà nước. Đánh giá cao, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trong thời gian qua đã thúc đẩy các khối lượng hoàn thành. Tuy vậy, đại biểu cho rằng trách nhiệm các chủ đầu tư chưa thực sự vào cuộc cùng với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn hoặc thúc đẩy nhanh hơn công tác này. Cách bố trí vốn, phân bổ vốn, chúng ta chưa chú trọng đến cái vấn đề về xử lý nợ xây dựng cơ bản. Mặc dù đây là một trong những nguyên tắc phải được ưu tiên, chúng ta phân bổ vốn và trong đó tôi cho rằng có trách nhiệm của các cơ quan của Chính phủ cũng như là trách nhiệm của chúng ta thiếu kiên quyết, còn nể nang trong cái vấn đề phân bổ vốn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, nhất là việc số liệu chênh lệch so với báo cáo quyết toán. Thì số liệu có chênh so với là cái báo cáo quyết toán, thì khi mà gọi là dự báo ấy, thì trong cái tình hình mà thực hiện cái dự toán ngân sách, thì chúng tôi căn cứ vào cái số thực hiện. Bộ Tài chính chúng tôi có thể lấy cái số liệu đấy một cách chính xác trong vòng 1 phút hoặc là gói chậm nhất là trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên là cái phần dự báo ấy, thì nó sẽ liên quan đến các cái vấn đề phát sinh vào vấn đề cuối năm. Cho nên cái số liệu cũng có cái sự chênh lệch. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa tiếp xúc với bà con cử tri tại 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của huyện và thành phố. Thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền, báo cáo kết quả trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Qua đây, bà con cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố, huyện đã đạt được trong thời gian qua. Cử tri trên địa bàn huyện cũng nêu nhiều ý kiến kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp, đó là cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, chế độ phụ cấp các chức danh cấp xã, công tác khắc phục sạt lở, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông, nâng chất cảnh quan, vệ sinh môi trường, thu gom rác, việc mua bán trái cây, nhất là thương lái thu mua sầu riêng còn non ảnh hưởng đến thương hiệu địa phương. Vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vân vân. Các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện Phong Điền trao đổi, trả lời cử tri. Các ý kiến kiến nghị chưa giải quyết được, ghi nhận và chuyển các cơ quan chức năng xem xét trả lời theo thẩm quyền.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị huyện Cờ Đỏ cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc với hơn 50 bà con cử tri xã Trung Thạnh trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, cử tri đã kiến nghị đến các đại biểu một số vấn đề như đề nghị có chính sách nâng lương và phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách các tổ chức chính trị xã hội của xã và ấp, cần có cơ chế bình ổn giá điện, nước, giá xăng, trợ giá vật tư nông nghiệp cho người dân để bà con an tâm lao động sản xuất. Ngành chức năng cần quan tâm đầu tư trang thiết bị vật tư y tế chuyên dụng hiện đại ở các trạm y tế xã để các y bác sĩ có phương tiện chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn. Đồng thời, đề nghị nạo vét các tuyến kênh đã bồi lắng để người dân canh tác lúa cũng như vận chuyển nông sản được thuận lợi. Bên cạnh đó, mở rộng tuyến đường vào trung tâm xã, vì hiện nay vào giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng kẹt xe, cần quan tâm thu gom xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường. Còn tại tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, cử tri huyện phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố và huyện đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời kiến nghị đến tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về việc khảo sát lắp đặt đường ống thoát nước tuyến quốc lộ 80 đang nâng cấp mở rộng, sớm xây dựng và ban hành mức kinh phí hỗ trợ lực lượng an ninh cơ sở, tiến hành nâng cấp tuyến đường Phù Đổng Thiên Dương đoạn từ Viện Kiểm sát Nhân dân đến khu vực Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bờ kè chống sạt lở đoạn 200m trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, tiến hành kêu gọi đầu tư nâng cấp mở rộng hai chợ Bờ Ớt và chợ số 2 nhằm đảm bảo văn minh và an ninh trật tự khu vực chợ. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Vĩnh Thạnh cũng giải trình nhiều ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền. Cùng thời gian này, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa vừa có các buổi tiếp xúc cử tri tại các khu vực của phường Bùi Hữu Nghĩa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân quận và phường. Tại đây, cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa đồng tình nhất trí bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà quận và phường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị quận chỉ đạo địa phương ngành chức năng kiểm tra xử lý chó thả rông ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và gây mất an toàn giao thông. Chính sách dây vốn cho đối tượng phạt tù trở về địa phương, ngành chức năng giải thích rõ người dân biết trường hợp nào được hỗ trợ, trường hợp nào không. Việc xây dựng đường xe ô tô vào nhà lấn chiếm vỉa hè ở đường Nguyễn Thị Tồn, địa chính phường cần kiểm tra xử lý. Vấn đề quy hoạch thu gom rác sinh hoạt, bảo hiểm y tế, ô nhiễm môi trường cũng được nhiều cử tri quan tâm đặt ra với các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận và phường. Đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ vừa có buổi làm việc với ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Thành Phú về công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hiện nay trên địa bàn xã Thành Phú có 9 trường, trong đó có 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Theo báo cáo của các trường, hàng năm nhà trường luôn thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng biên chế và nhu cầu biên chế theo quyết định cấp trên giao. Việc tiếp nhận giáo viên, bố trí và phân công nhiệm vụ đúng với vị trí việc làm, phù hợp với năng lực của giáo viên. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm, từng bước nâng cao năng lực giảng dạy. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn được thực hiện đảm bảo kịp thời. Chiều ngày 6 tháng 6, tại văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có buổi tiếp bà Yvonne Pinto, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI và các thành viên cấp cao trong đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp đoàn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, mỗi năm Việt Nam sản xuất trên 43 triệu tấn lúa, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất trên 24 triệu tấn một năm. Trong quá trình phát triển ngành hàng lúa gạo, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ IRI. Việt Nam hiện có khoảng 25 bộ giống lúa mang thương hiệu IRI đã được chuyển giao. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được IRI hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực khác trong ngành hàng lúa gạo. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các tổ chức quốc tế, trong đó có IRI, triển khai thực hiện đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp. Đây là đề án đầu tiên trên thế giới do chính phủ Việt Nam chỉ đạo thực hiện toàn diện. Thứ trưởng Trần Thanh Nam mong muốn IRI hỗ trợ Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn gạo chất lượng cao gắn với thương hiệu gạo giảm phát thải, hỗ trợ Việt Nam phát triển các giống lúa có khả năng thích ứng với hạn mặn và các giống lúa có chỉ số đường huyết thấp.
hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn, hợp tác phát triển công nghệ số trong quản lý dinh dưỡng, dự báo sâu bệnh, quản lý canh tác và truy xuất nguồn gốc, vân vân. Bà Yvonne Pinto ghi nhận đề xuất của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa ERI và Việt Nam trong thời gian tới. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Trong giai đoạn 2019-2024, quận Bình Thủy thực hiện tốt các chính sách đối với người dân tộc thiểu số. 5 năm qua, quận Bình Thủy đã tặng 3.221 phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng vào các ngày Tết Nguyên Đán, Tết Chôn Năm Thơ Mây và lễ Sedota. Xây dựng sửa chữa 13 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân tộc thiểu số với tổng số tiền trên 679 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2013, quận Bình Thủy còn 3 hộ dân tộc thiểu số nghèo, giảm 9 hộ so với năm 2019. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số cũng tích cực tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng tổ khu vực không có tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự ngày càng vững chắc. Dịp này, hai tập thể và 5 cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác dân tộc trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2024 được khen thưởng. Ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Trong 5 năm qua, huyện Thới Lai luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc. Nổi bật, hàng năm nhân dịp lễ Tết, huyện tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các chùa Nam Tông Khmer và bà con đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phát dây cho 545 hộ dân tộc thiểu số với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tranh thủ các nguồn kinh phí, vận động đã xây mới 71 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở. Đến nay, huyện đã cơ bản xóa được nhà tre lá tạm bợ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đầu năm 2024, huyện còn 7 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, giảm 74 hộ so với năm 2019. Thu nhập bình quân trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm tăng. Cuối năm 2023 là hơn 71 triệu đồng một người một năm. Công tác y tế, giáo dục, nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Đại hội đã bầu ra 24 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư, giai đoạn 2024-2029 và thông qua nghị quyết đại hội. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024, đồng thời tặng 150 phần quà cho 150 đại biểu ưu tú đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thới Lai. Mới đây, đoàn công tác của Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ do đồng chí Lê Trung Kiên, trưởng Ban Dân tộc thành phố làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt về công tác chuẩn bị hội nghị các dân tộc thiểu số quận lần thứ tư năm 2024. Theo đó, quận Thốt Nốt đã xây dựng kế hoạch các văn bản hướng dẫn tổ chức hội nghị, hoàn tất việc tổng hợp danh sách đại biểu chính thức và đại biểu khách mời tham dự hội nghị. Dự kiến xong danh sách nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký, chuẩn bị văn kiện, chương trình, công tác biểu dương khen thưởng hậu cần, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, mục đích, ý nghĩa của hội nghị, cũng như công tác chăm lo các chính sách dân tộc trên địa bàn quận thời gian qua, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra hội nghị, vân vân. Đoàn công tác của Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đánh giá cao các bước chuẩn bị của địa phương, đề nghị từ nay đến ngày diễn ra hội nghị, quận cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các nội dung cho hội nghị. Đối với các báo cáo tham luận, cần chọn những mô hình gương điển hình tiêu biểu để kịp thời biểu dương và nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng như thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư tình hình dư luận trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trước, trong và sau hội nghị. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 04 năm 2022 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đang được thành phố Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện. Bước đầu đã và đang tạo bước phát triển rõ nét trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Là đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ, thời gian qua, quận Ninh Kiều tập trung triển khai thực hiện đô thị văn minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phường Xuân Khánh cũng như các phường của quận đều đăng ký tập trung triển khai rà soát thực hiện 9 tiêu chí với 52 nội dung tiêu chuẩn. Ban chỉ đạo quận cũng chọn phường Xuân Khánh với phường Hương Lợi để xem xét, để tham mưu cho ủy ban để
hỗ trợ cho các cái phường này đạt các cái tiêu chí còn lại để phấn đấu là qua năm 2025 để đủ điều kiện để trình cho ban chỉ cho ủy ban quận là công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo cái quyết định 04 của Thủ tướng. Theo quy định thì tất cả 9 tiêu chí các địa phương đều phải đạt, gồm quy hoạch đô thị, giao thông đô thị, môi trường và an toàn thực phẩm, an ninh trật tự đô thị, thông tin truyền thông đô thị, việc làm thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị, văn hóa thể thao đô thị, y tế giáo dục đô thị, hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Qua thời gian hơn 1 năm thực hiện, nhân dân nhận thấy bộ mặt đời sống có nhiều thay đổi. Hiện nay thứ nhất là cái đường thì đã hoàn thành đường thông thương. Thứ hai thì điện, nói chung thì không có hộ nào không có vẫn là tiếp nhận là thắp sáng 100%. Thì nhà cửa được nhà nước quan tâm, xây dựng nhà tình thương, nhà đoàn kết. Những năm vừa qua thì trong ấp tôi cũng xây dựng được đâu trên dưới khoảng đâu 10 mấy căn nhà đại đoàn kết. Thì trong những năm qua thì tập trung làm cái cầu á, từ khi và làm cái cầu hoàn thành xong bà con rất mừng. Thay vì cái đường mở thêm cái đường ba làn xe mà con rất cái thuận lợi cho giao dịch, cho đi qua lại để cái giảm cái ùn tắc giao thông. Thì góc độ của bản thân tôi nhìn thấy gì rất là mừng cho cái thị trấn cái vươn lên đô thị văn minh. Tham mưu là tập trung những cái tiêu chí mà đạt rồi đạt chưa bền vững. Thí dụ bây giờ thị trấn thì có trung tâm văn hóa thì cũng được đầu tư cơ sở vật chất, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn là nhiều cái khó khăn như trang thiết bị bên trong thì nó cũng chưa có đáp ứng được. Thì này thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu ủy ban huyện cũng như các phòng có liên quan để tham mưu gọi là có cái đầu tư cái trang thiết bị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phụ trách phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thành phố vừa tham mưu thành lập đoàn đến khảo sát, kiểm tra tình hình xây dựng đô thị văn minh năm 2024. Qua khảo sát nhằm theo dõi, nắm chặt tình hình việc tổ chức triển khai xây dựng đô thị văn minh năm 2024 tại các phường, thị trấn trên địa bàn quận huyện. Thông qua khảo sát còn nhằm kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần để thực hiện đạt mục tiêu mỗi quận huyện có 1-2 đơn vị được công nhận đô thị văn minh vào năm 2025. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Sáng nay 7 tháng 6, ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có 716 trong tổng số 719 thí sinh dự thi các môn chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng đạt 98,58%. Trong đó thì các môn có số lượng thí sinh thi nhiều nhất là tiếng Anh 201 thí sinh, toán 160 thí sinh, hóa 92 thí sinh. Theo nhiều thí sinh, nội dung đề thi các môn chuyên bám sát chương trình trung học cơ sở, song do là môn thi chuyên nên có độ khó phân quá cao, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, thực tế và tư duy lập luận để giải quyết vấn đề nêu ra trong bài thi. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng dự kiến tuyển 420 học sinh cho 10 môn chuyên. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025, thành phố Cần Thơ, ngày thi các môn chuyên trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cũng là ngày cuối của kỳ thi đã kết thúc an toàn đúng quy định. Dự kiến 16 giờ ngày 15 tháng 6 sẽ công bố kết quả của kỳ thi. Ngày 6 tháng 6, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Cờ Đỏ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 83 năm ngày người cao tuổi Việt Nam, khẳng định trong từng giai đoạn cách mạng, người cao tuổi Việt Nam luôn phát huy tốt tinh thần dễ dàng, tuổi cao gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hiện nay, huyện Cờ Đỏ có 11.508 người từ 60 tuổi trở lên, trong đó có 3.609 cụ ông, cụ bà còn khả năng lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào vận động xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, khuyến học khuyến tài và đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Số người cao tuổi trong độ tuổi được chúc thọ mừng thọ là 1.535 cụ, trong đó 90 tuổi có 47 cụ, 100 tuổi có 1 cụ. Dịp này, 25 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Ủy ban nhân dân huyện trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống người cao tuổi.
Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 5 tháng 6, Hội người cao tuổi quận Cái Răng đến thăm và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho các cụ 90 tuổi của quận. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo Hội người cao tuổi quận đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các cụ luôn sống vui sống khỏe, động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho mỗi cụ. Được biết năm nay quận có 58 cụ 90 tuổi được nhận thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Chiều ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em huyện, kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương vì sự phát triển toàn diện của trẻ em tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, rất cần sự chung tay, đồng lòng trong cam kết thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội, của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. Thông qua tháng hành động, mỗi bậc cha mẹ, ông bà, mỗi gia đình cần nhận thức rõ trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Mỗi cá nhân và cộng đồng hãy lên tiếng, tích cực phát hiện, thông tin, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến các cơ quan chức năng. Các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt xâm hại trẻ em phải được các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở xử lý kịp thời nhất, nghiêm minh nhất và bảo đảm hỗ trợ vì cái lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Thông qua tháng hành động vì trẻ em năm 2024 nhằm hướng đến việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Cùng thời gian này, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cũng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, được thực hiện trong tháng 6 năm 2024 nhằm tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội trong việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố đến năm 2025. Đồng thời vận động xã hội ủng hộ đóng góp tích cực hơn cho trẻ em nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện cho các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Dịp này, huyện đã vận động các tổ chức cá nhân trao tặng 500 quyển tập, 100 cặp da, 15 xe đạp, 40 suất học bổng và 170 phần quà cho các trẻ em thuộc hộ nghèo, bảo trợ xã hội và học sinh vượt khó học tốt với tổng giá trị trao tặng trên 176 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh vừa công bố quyết định kết nạp công đoàn viên, thành lập và ra mắt công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến Lương thực Hiệp Tài Phát. Công ty Cổ phần Chế biến Lương thực Hiệp Tài Phát có địa chỉ ở thị trấn Thạnh An, hoạt động lĩnh vực mua bán xuất khẩu lúa gạo. Thời gian qua, công ty đã thực hiện tốt các chế độ đảm bảo các quyền lợi chính sách cho người lao động như ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn. Hàng năm chủ động xét nâng lương, tăng các khoản phụ cấp cho người lao động và tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến Lương thực Hiệp Tài Phát với 23 đoàn viên. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.